sắn. Ngày xưa, trong một khu rừng rậm rạp, dê mẹ sống cùng với 7 chú dê con. Một buổi sáng nọ, trong khi ăn sáng, những chú dê con bàn tán về chuyến đi đến Berlin mà chúng đã lên kế hoạch. Dê mẹ thấy dê út không tham gia vào cuộc trò chuyện. Thay vào đó, cô bé mải mê đọc sách. Con đang đọc gì vậy? Con đang đọc về Berlin, thủ đô của Đức. Cả nhà cũng muốn biết. Con có muốn chia sẻ những gì con đã học được hay không? Dạ có. Berlin có hơn 150 bảo tàng đó mẹ. Oh. Wow, nhiều như vậy thật khó chọn quá. Các con, đến lúc phải đi rồi. Lúc ở trên máy bay chúng ta sẽ viết một danh sách các bảo tàng mà chúng ta sẽ đến thăm. Dê mẹ và bà dê con lấy hành lý của mình và lên đường. Những chú dê con rất phấn khích. Không ai trong số chúng thấy sói đang theo dõi. Sau chuyến bay tốt đẹp, cả nhà quyết định đi tham quan vài nơi ở Berlin. Các con, đây là cổng Brandenburg. Nó ở trung tâm thành phố. Nó được xây dựng lên để dành cho các gia đình hoàng gia. Nè, nhìn kia, đó không phải là sói xấu xa sao? Ở đâu? Đó, kẻ đang đi xe đạp kìa. Ta không hiểu sao chúng lại nhận ra ta nữa. Ta cần phải đi ngay. Đâu có con sói nào đâu. Mẹ ơi, bây giờ chúng ta sẽ tới bảo tàng nào? Chúng ta sẽ đến thăm bảo tàng lịch sử tự nhiên. Trong đây có bộ xương khủng long lớn nhất luôn. Phải, phải. Chị có đọc được là nó cao tới 13 mét lận đó. Các chú dê con và mẹ vào thăm viện bảo tàng lịch sử tự nhiên. Chúng nghiên cứu từng tác phẩm đang triển lãm. Chúng đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ xương khủng long. Trời ơi, nhìn nó kìa. Nhìn miệng của nó đi. Miệng của nó thậm chí còn to hơn cả miệng sói nữa. Cả nhà dê đang bận nghiên cứu bộ xương. Vì vậy con sói nghĩ rằng sẽ không ai để ý đến nó. Trong khi dê mẹ đang đọc các thông tin về bộ xương, hai chú dê con thấy sói đang đứng lẫn giữa khách vào bảo tàng. Hai chú dê con gật đầu ra hiệu cho nhau, xác nhận là chúng biết phải làm gì để bắt con sói. Hai cô bé bắt đầu lắc bộ xương khủng long. Sói sợ hãi khi thấy hàm răng khổng lồ của khủng long. Ôi mẹ ơi, sợ quá đi. Hắn tưởng hắn có thể lừa được chúng ta. Đôi tài to đó làm ngươi bại lộ trời. Các chú dê con và mẹ rời khỏi viện bảo tàng, tiếp tục đi tới nơi khác. Tiếp theo là bảo tàng nào vậy mẹ? Bảo tàng khoa học và công nghệ. Đến nơi rồi. Bảo tàng này có xe đạp, xe máy và xe lửa từ rất lâu đời. Kìa, có cả máy bay nữa. Phải, ở đây có triển lãm lịch sử hàng hải và hàng không. Đi đi, các con hãy tới xem những chiếc xe đầu tiên được chế tạo ra. Nhanh kìa, bánh trước của chiếc xe đạp này to quá chừng. Wow, đẹp quá đi. Bên kia có mấy chiếc xe nhìn hay lắm đó. Chúng đẹp quá, mình lái thử chúng được không? Không, chúng ta không thể sử dụng những thứ trong bảo tàng, nhưng lát nữa mẹ sẽ có một ngạc nhiên cho các con. Yeah, mẹ thật tuyệt vời. Bầy dê con và mẹ chúng vui vẻ đi tham quan bảo tàng. Sẽ đi thăm những bảo tàng nào nữa mẹ? Còn có bảo tàng cứu quả, bảo tàng cảnh sát và bảo tàng tiền tệ. Nhưng hôm nay hãy nghỉ ngơi một chút đã. Mẹ ơi, điều bất ngờ mẹ nói lúc nãy là gì vậy? Chúng ta sẽ đi tham quan một vòng thành phố bằng chiếc xe Brandenburg, chiếc xe đi vào lịch sử của Đức. Thích quá! Thích quá! Dê con tụ tập quanh những chiếc xe nhỏ gọn nhiều màu sắc và chọn lấy một chiếc. Chúng không thấy sói đã lên một chiếc xe đằng sau. Một trong những chú dê đã rất ngạc nhiên khi thấy những chiếc xe đầy màu sắc này. Vậy bây giờ chúng ta sẽ lái chiếc xe cổ này thật chứ? Hay quá! Các chú dê con và mẹ chúng rất hạnh phúc khi được ngắm cảnh thành phố trong một chiếc Trabant. Trong khi dê mẹ đang lái xe, cô nhìn thấy sói trong gương chiếu hậu. Sói đang đi theo chúng. Chúng ta sẽ dạy con sói này một bài học. Các con, hãy thắt dây an toàn vào. Yeah. Yeah. Sói không kịp phản ứng khi chiếc xe trước mặt đột ngột phanh lại. Chuyện này không thể xảy ra với ta được. Cứu ta với, ta không phải là cá. Ai mà thèm sợ con sói này. Sao ta lại xui xẻo quá vậy nè? Tại sao ta không bao giờ bắt được chúng. Vào một ngày Chủ nhật đầy nắng, những dê con đang nghỉ ngơi ở nhà. Dê mơ mộng tỏ ra khá chán nản vì không tìm ra câu trả lời cho trò giải ô chữ. Ô, em không giải được. Anh chị giúp em có được không? Được thôi, câu gì vậy? Cái tên thành phố dài nhất thế giới, nó có 7 chữ cái. Tên thành phố dài nhất mà có 7 chữ cái à? Thật là buồn cười. Không, là tên một thành phố nổi tiếng và có 7 chữ cái. Trò chơi ô chữ ghi như vậy. Gợi ý là thành phố đó có tên dài nhất thế giới. Em có được chữ cái nào chưa? Em thử đọc các câu hỏi khác từ trên xuống dưới xem. Em tìm được rồi, nó bắt đầu bằng chữ B. Các chú dê con quay sang hỏi mẹ chúng khi cô vừa bước vào phòng. Đó là Bangkok, thủ đô của Thái Lan. Tên thành phố bằng tiếng Thái sẽ có bao gồm 166 chữ cái. Nhưng thành phố này được thế giới biết đến với cái tên là Bangkok. Tên dài quá, viết không nổi luôn. Trong lúc đó, sói vẫn đứng ngoài cửa sổ nhìn trộm vào, cố giỏng tai nghe bầy dê nói chuyện. Wow, mẹ ơi, sói lại rình ở cửa sổ kìa. Sao chúng ta không cho hắn một phòng luôn, để hắn có thể làm anh lớn của tụi con? Nè, ta thích ý này đó. Để ta về nhà thu dọn đồ đã, rồi quay lại liền nha. Dừng lại đi, con sói ngốc, bọn ta chỉ nói đùa thôi. Ôi không, ta cứ tưởng là thiệt không đó. Các con, mẹ nghĩ chúng ta có thể tới thăm thành phố xinh đẹp này. Yeah! Không, sói à, ngươi không được phép đi cùng, ngươi sẽ ở lại trang trại. Nhưng thôi mà, cho ta đi. Không nha. Được, mỗi lần mà ngươi đi cùng là thế nào cũng có chuyện xảy ra. Nên bọn ta đến ở đâu cũng có vàng, còn ngươi hễ thấy vàng là sẽ không giữ được bình tĩnh. Ta hứa là sẽ không lấy thứ gì hết, ta không còn thích vàng nữa đâu, cho ta đi nha. Được rồi. Đây là cơ hội cuối cùng đó, mau đi chuẩn bị đi. Những bức tượng bằng vàng và mọi thứ đều bằng vàng. Trời đất ơi! Đây sẽ là chuyến đi tuyệt nhất đó giờ của ta. Ta chỉ lấy vài bức tượng nhỏ xíu xíu cho mình, chỉ vậy thôi à. Cuối cùng thì ngày đi du lịch cũng đến. Mọi người bắt đầu lên xe lửa đi Bangkok. Các con, ngày đầu tiên chúng ta đến thành phố này, mẹ sẽ đưa các con đến một nơi rất thú vị, mong các con sẽ thích. Đây là chợ nổi nè. Chợ nổi à? Ta ghét nước lắm. Đi xem vàng không phải sẽ tốt hơn hay sao? Ít nhất ta cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi. Dê mẹ và các chú dê con hào hứng leo lên các chiếc thuyền và đi mua một ít thức ăn ở chợ nổi. Xin lỗi sói, nhưng đỏ là màu của ngươi mà. Ngươi có muốn ăn trái cây không? Không, chúng ta không muốn ăn gì hết. Còn mấy món khác thì sao? Không, ta không muốn, ta không có đói. Trời đất ơi, sói, ngươi bị bệnh rồi hay sao? Đây là lần đầu tiên ta nghe ngươi nói ngươi không đói đó. Có lẽ là vì chúng ta đi thuyền. Sói từng rất sợ trong chuyến đi chợ nổi đến Việt Nam trước đây. Đúng rồi. Sau khi đi chợ xong, bầy dê con lên chiếc tút tút nổi tiếng ở đây đi tham quan một vòng thành phố. Dê con rất thích chuyến đi tham quan của chúng, nhưng sói thì không được vui lắm. Thật ngớ ngẩn, ta chán quá đi. Khi nào chúng ta mới được đi xem các bức tượng? Sao ngươi cứ than phiền hoài vậy sói? Chúng ta sẽ đến sớm thôi, chờ một chút đi. sói, vui chưa? Chúng ta đang ở Wat Pho, ngôi chùa có bức tượng Đức Phật tựa lưng. Vàng mà ta chờ đợi đây rồi. Ý ta là xin lỗi, ta chỉ định nói đến ngôi chùa thôi. Wow, nhìn bức tượng bọc vàng to chưa kìa. Ở đâu? Ở đâu? Anh ta không thể mang nó theo được rồi. Ta mang theo cái này được không ta? Để ta thử coi sao. Không thể rồi. Không thể làm gì hết. Nó chẳng có nhúc nhích. Cho hỏi thăm, ở đây còn có thứ nào có vàng mà tôi có thể bỏ vừa túi của mình hay không? Được rồi, đừng có khó chịu nha, không có gì đâu. Vàng có ở khắp mọi nơi, nhưng ta lại không kiếm được cho mình một miếng nhỏ nữa, vô lý quá. Các con nghe nè, chùa Wat Pho còn được biết đến ở một khía cạnh khác nữa. Nơi đây là trường đại học đầu tiên ở Thái Lan, dạy môn nghệ thuật massage truyền thống của Thái Lan. Các con có muốn đi massage không? Hoan hô! Hoan hô! Từ bao bao nghĩa là nhẹ và nát nát nghĩa là mạnh trong tiếng Thái. Đừng quên nói từ bao bao khi họ hỏi các con trong lúc xoa bóp nha. Bao bao nát nát, bao bao nát nát. Từ này đơn giản quá mà, ta có thể làm được. Nát nát, massage làm ơn. Đau, dừng lại. Nặc nặc, cứu ta với. Sói ơi là sói. Cuối cùng, chúng ta sẽ kết thúc bằng chuyến thăm Wat Traimit, còn được gọi là chùa Phật vàng. Sói, ngươi có đi được không? Các con, bức tượng Phật ở Wat Traimit này vừa được 700 năm tuổi, nó nặng 5,5 tấn và được làm bằng vàng nguyên chất đó. Sói, ta hy vọng ngươi sẽ không cố nhấc bức tượng này lên. Nghe buồn cười ghê chưa? Ta đang cười nè. Ôi, không. Không có. Không. Ta chỉ lau bụi thôi hả? Ôi sói, ngươi chẳng học được gì hết. Thôi nào, đem tự này về làm quà lưu niệm đi.